Hello, xin chào các bạn Mời các bạn xem tiếp ván cờ thứ tư Trong series 60 ván cờ đáng nhớ của Bobby Fischer Ván cờ này diễn ra tại giải cờ vua quốc tế Tổ chức tại Mar del Plata Một thành phố biển ở phía đông của Argentina Bên bờ Đại Tây Dương Đây cũng là khu vực nghỉ mát hàng đầu của Argentina Với các bãi biển, công viên và sòng bạc Giải đấu tại Mar del Plata Quy tụ 15 kỳ thủ hàng đầu của châu Âu và châu Mỹ Trong đó có cả Miguel Najdorf. Bobby Fischer là kỳ thủ trẻ nhất, 16 tuổi. Đối thủ của Bobby Fischer trong trận này là đại kiện tướng người Đức Hermann Binnick, người đã từng lọt vào vòng đấu ứng viên năm 1956. Ở ván này thì Hermann Binnick được cầm quân trắng đi trước, ông mở màn với nước tốt E4. Bobby Fischer đáp trả bằng nước tốt C5, triển khai thế trận phòng thủ Sicilian. Tiếp theo, trắng đi mã F3, đen đi tốt D6, trắng đi tốt D4 tốt đen ăn tốt trắng mã trắng ăn lại tốt đen đen nhảy mã F6 tấn công tốt trắng trắng nhảy mã C3 bảo vệ tốt đen đẩy tốt A6 đây chính là biến này đóp nổi tiếng trong khai cuộc phòng thủ CC Leon. trắng đi tượng E2 chuẩn bị nhập thành đen đẩy tốt E5 tấn công mã trắng trắng chạy mã về B3 đen cũng đi tượng E7 chuẩn bị nhập thành trắng nhập thành đen nhập thành trắng đi tượng e3 đen cũng đi tượng e6 trắng đi tốt e3 đen đi hậu c7 trắng đi hậu e1 mở đường cho xe sang d1 chiếm lĩnh cột nửa mở ở trung tâm đen cũng đi mã d7 mở đường cho xe a8 xuất trận trắng bình xe d1 đen để tốt b5 trắng đi xe d2 đen đi mã b6 trắng đi hậu F2 kết hợp với tượng tấn công mã đen. Đen bình xe B8 bảo vệ mã. Tượng trắng ăn mã đen, xe đen ăn tượng trắng. Trắng nhảy mã vào D5 tấn công đôi hậu và xe đen. Mã đen ăn mã trắng, tốt trắng ăn lại mã đen và tấn công tượng đen. Đen chạy tượng về D7. Trắng đẩy tốt F4 tấn công tốt đen nhằm mở cột F. Đen không ăn tốt trắng mà đi tượng F6 bảo vệ tốt. Trắng chưa vội ăn tốt đen để mở cột F mà đẩy tốt C3 phong tỏa tượng đen cùng hậu đen trên cột nửa mở C và tạo tiền đề cho mã nhảy lên D4 sau này. Đen lùi xe về B8, tốt trắng ăn tốt đen, tượng đen ăn lại tốt trắng và dình dập tốt H2 của trắng. Trắng nhảy mã lên D4, quân tượng của đen ở E5 đang rất là mạnh cho nên đen không dại gì đổi tượng lấy mã của trắng. Đen để tốt g6, ngăn mã trắng nhảy lên f 5 Trắng đi tốt a3, đen đi tốt a5. Trắng dịch vua sang h1. Đen để tốt b4, phát động tấn công phía cánh hậu. Tốt trắng ăn tốt đen, tốt đen ăn lại tốt trắng. Nếu tốt trắng ăn tiếp tốt đen thì xe đen ăn lại tốt trắng. Cánh hậu của đen sẽ rất mạnh vì có cả xe lẫn hậu kiểm soát hai cột b và c. Do đó trắng không ăn tiếp tốt đen mà bình xe C2 tấn công hậu đen Đen chạy hậu B6 kết hợp với tượng tấn công mã trắng Trắng nhảy mã vào C6 tấn công xe đen và gạ đổi hậu Ở đây thì đen có thể lấy tượng tiêu diệt ngay quân mã bạch tùa của trắng Hậu trắng ăn hậu đen, xe đen ăn hậu trắng Tốt trắng ăn tượng đen và biến thành tốt thông Thì đen đẩy tốt B3 tấn công xe trắng Trắng chạy xe D2 thì xe đen ăn tốt trắng đèn lãi được một tốt tránh chạy xe trên cột C ví dụ chạy xe C4 thì tượng đèn ăn tốt trắng đèn cũng lãi được một tốt tuy nhiên ở ván cờ thực tế đen không ăn mã trắng mà lấy tốt ăn tốt trắng và thí xe nếu mà trắng ham hố ăn xe đen thì hậu đen ăn hậu trắng xe trắng ăn lại hậu đen thì đen đẩy tốt a 2 Trắng lùi xe về F1 ngăn tốt đen phòng cấp thì xe đen ăn mã trắng, kết hợp cùng tượng tấn công tốt trắng B2 và bảo kê cho tốt A2 tiến xuống. Trắng bình xe A1 chặn đường tốt đen tiến xuống thì đen đi tượng F5 tấn công xe trắng. Trắng thì đương nhiên phải chạy xe sang D2. Khi đó đen phi tượng vào B1 nhốt luôn xe trắng lại và với tượng cùng xe đang nhắm về phía tốt H2 này còn nhắm cả về phía CA1 ở phía sau thì trắng chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi cực lớn. Trở lại ván cờ thực tế, trắng không dám ăn xe đen mà đổi hậu với đen. Xe đen ăn lại hậu trắng. Tốt trắng ăn tốt đen. Đen bị xe A8 tấn công tốt trắng. Mã trắng ăn tượng đen, tiêu diệt ngay quân tượng rất mạnh của đen. Tốt đen ăn lại mã trắng. Trắng đi xe C3 bảo vệ tốt Đèn phi xe xuống B2 tấn công tượng trắng Trắng cũng phe phi xe xuống C7 tấn công tượng đen Trời ăn miếng trả miếng Đen không lấy xe ăn tượng trắng Mà chạy tượng F4 và bịt cột ép lại Ngăn hai xe kết hợp tấn công tốt F7 Tiếp theo thì trắng nên chạy tượng C4 Xe đen ăn tốt trắng thì trắng để tốt D6 Mở đường cho xe và tượng kết hợp tấn công tốt đen F7 Đen chạy vua G7, xe trắng ăn tốt đen, đen chạy vua H6, trắng đẩy tốt D7, đen bình xe D2. Ván G nhìn chung là cân bằng. Tuy nhiên ở ván cờ thực tế, trắng đẩy tiếp tốt G4 tấn công tượng đen nhằm mở cột ép cho hai xe tấn công tốt F7. Lại còn có thể mở đường thoát cho vua nếu xe đen lao xuống chiếu. Đen liền chạy tượng E4 chiếu trắng chạy tượng F3 cản chiếu. Đen không đổi tượng với trắng mà đi tượng D3 tấn công xe trắng. Ở đây thì trắng chạy xe đi đâu cũng được. Chạy gì E1, D1 hay C1 thì đều được. Nhưng trắng lại đẩy tốt D6 mở đường cho tượng tấn công lại xe đen. Nếu tượng đen ăn xe trắng thì tượng trắng ăn xe đen. Trắng có hai tốt thông, đặc biệt là tốt D6 sắp phong cấp, lợi thế sẽ nghiêng về trắng. Tuy nhiên thì đen cũng không phải đậu vừa giang nên bình xe lên bình xe sang D8 tấn công tốt trắng. Trắng chạy xe một 1 tấn công lại tốt đen. Xe đen là tốt trắng, xe trắng ăn lại tốt đen. Đen bình xe F6 tấn công tượng trắng, dọa phi xuống F1 chiếu hết. Nếu chạy tượng về G2 thì xe đen B1 chiếu và chắc chắn trắng sẽ bị chiếu hết trong vài nước nữa. Nên trắng lùi xe về E3 bảo vệ tượng Tưởng rằng như thế là an toàn Ai ngờ đèn thí xe ăn tượng trắng Xe trắng ăn lại xe đen Đèn đi tượng E4 ghim chết xe trắng Xe trắng ăn tốt đen Trồng hai xe liên kết chặt chẽ với nhau Đèn bình xe F2 Kết hợp với tượng tấn công xe trắng Xe trắng ở F3 đang bị ghim không thể nhúc nhích Và chắc chắn sẽ bị tiêu diệt Trắng vùng vẫy trong tuyệt vọng bằng cách phi xe xuống F8 chiếu Đen chạy vua G7 Và sau nước đi này thì trắng đành dừng đồng hồ chịu thua Nếu tiếp tục thì nước tốt nhất cho trắng là chạy vua G1 để tháo ghim cho xe Khi đó thì xe đen ăn xe trắng Xe trắng ăn xe đen, tượng đen ăn xe trắng Và với lợi thế hơn hẳn một tượng ở tàn cuộc như này đen sẽ dễ dàng giành chiến thắng như vậy là ở ván này thì cả hai kỳ thủ đều chơi rất chiến thuật nhưng mà Bobby Fischer đã tinh tế hơn, thí xe lấy tượng và giành được chiến thắng. Fischer đã cho thấy sự trưởng thành qua từng trận đấu. Ở ván tiếp theo thì Bobby Fischer sẽ gặp đại kiện tướng Hector Roseto, nhà vô địch của Argentina, cũng tại giải đấu này luôn. Liệu là gặp ngay đại kiện tướng nước chủ nhà thì Bobby Fischer có tiếp tục chiến thắng được hay không? Mời các bạn đón xem trong video tiếp theo nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại